Xin chào các bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ mời các bạn trải nghiệm cái cung đường từ xóm Phìn Lò của xã Sơn Vĩ đi sang thủy điện Nho Quế 3 của xã Khâu Vai nhé các bạn ơi. Mời các bạn cùng đi theo mình nhé, trải nghiệm những cung đường ở trên địa đầu Tổ quốc cùng với mình. Xin mời các bạn. Vui này thôi ai biết mai sau nhỉ? Lâu nay anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bố con play, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi chế lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể dẻo một hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào? Chắc mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Thời loài người này rất vội. Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống. Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Quay trên này mình cùng nhau. Cần chúng ta tử tế với nhau. Nhớ mai cho ông rời sập xuống. Nhớ mai ta không còn thấy nhau. Anh ơi dẫn chân đời mình. Phải buồn hết đêm là sẽ héo lâu. Khoác vai anh em mình đi tiếp. Trước mắt ta con đường vẫn đường. Còn dài mình cùng nhau. Khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát. Vui lên thôi ai biết mai sau.
ngoài trời đang giông bão. Vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đã xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ một lần đã thuộc lời, để biết mình lớn rồi đêm là bạn không thuộc thôi. Điều thuộc ta nói buồn ta là còn chẳng tan, chân ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạn. Dù trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm bình minh lên hay chẳng tàn. Yeah.
1 chẳng hạn. Trường các bạn. Ô đi đường nào ấy nhỉ Diện nhỉ? Bạn Diện đi cùng mình bạn ấy. À thế mình đi quá rồi đúng không? Cảm ơn em á. Bạn đang hỏi đường rồi chúng mình đã đi lệch lạc đường rồi, phải quay lại đây. Đây á? Đây à? Ồ, hết đường bê tông rồi các bạn ơi. Bây giờ đi vào đường đất đây. Hy vọng là nó cũng không quá khó để mình có thể cầm đi xe bằng tay được. Mình có thể cầm máy để cho các bạn xem. Chắc tới này sẽ phải đầu tư một cái cam gắn trên mũ bảo hiểm thôi. Còn đi những cái đường này, đi một tay này hơi bị nguy hiểm. Ai chà, cung đường này hơi khó các bạn nhé. Đây là con đường đất này, này các bạn. Con đường đất này nếu mà đường bê tông thì mình sẽ đi được, nhưng mà đường đất đá rất là lởm chởm. Đấy, mình sẽ đi theo con đường này và đi xuống lòng sông nhiều ghế. Ở đây mình nhìn thấy lòng sông rồi kìa. Đến đấy vào đường bê tông mình lại quay tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn nha. Một tí thôi. Các bạn ơi, mình vừa đi theo con đường đất mà lúc nãy mình chia sẻ với các bạn là mình không thể đi cầm máy vừa đi được đó. Bây giờ mình đã đến khu vực của thủy điện Nho Quế 2 đây các bạn ơi. Đứng từ trên này xuống nhìn xuống đây chính là toàn bộ khung cảnh của thủy điện Nho Quế 2. Đây là thủy điện Nho Quế 2 các bạn. Mình sẽ quay toàn cảnh khu vực này cho các bạn xem nhé. Đứng ở trên đồi nhìn xuống rất là đẹp. Đây là phía dưới của thủy điện Nho Quế 2. Hôm nay có nắng, trời rất đẹp các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy những cái ruộng bậc thang ở đây không? Đây là những cái ruộng bậc thang uốn mình trên những sườn đồi. Thật là tuyệt vời. Phải nói là rất đẹp các bạn ạ. Trực tiếp đứng ở đây thấy thật là tuyệt vời. Đây mùa này đang là mùa của hoa gạo nở các bạn ạ. Các bạn có nhìn thấy những cây gạo rất lớn mà hoa đỏ. Đây là cây gạo này các bạn. Cái khu vực ở phía trước mặt các bạn đây là khu vực của nhà nghỉ của công nhân thủy điện Nho Quế 2 nhá. Ở đây thì có hẳn một cái sân bóng nhân tạo đây này. Sân bóng nhân tạo. Và đây là khu vực của trạm biến áp này. Trạm biến áp thủy điện Nho Quế 2. Mình sẽ quay cho các bạn xem hình ảnh những cây gạo nở đỏ thắm trên chiến đồi. Đây các bạn ơi. Khu vực này thì rất nhiều cây gạo mọc tự nhiên các bạn. Các bạn đi mùa này thì đúng là lên đây thì sẽ được chiêm ngưỡng cảnh cây gạo ra hoa đỏ thắm trên những lưng đồi. Các bạn
bạn ơi, mình sẽ đi xuống khu vực thủy điện Nho Quế 2 kia. Khi ở dưới đó thì mình sẽ tiếp tục quay video cho các bạn xem nhé. Các bạn đợi nhá, mình bắt đầu đi đây. Các bạn ơi, mình sắp đến thủy điện Nho Quế 2 rồi này. Ở đây gặp hai cây gạo dọc đường này hoa nở đẹp quá, đứng lại quay lại cho các bạn xem. Hoa gạo. Rất nhiều gạo các bạn, cây gạo. Phải nói là khung cảnh quá tuyệt vời. Mình lại đi xuống tiếp nhá. Các bạn ơi, như vậy là mình đã xuống đến thủy điện Nho Quế 2 rồi các bạn. Cái điểm mà lúc nãy mình đứng để quay phim từ phía trên kia đây các bạn ơi. Đây này, cái điểm này này. Đó. Bây giờ thì mình đã xuống đến thủy điện Nho Quế 2 rồi đây này. Đây là cái khu biến áp các bạn ạ. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nhá. Đó. Trên triền núi này. Đây là dòng Nho Quế đấy các bạn ơi. Đây dòng sông Nho Quế. Do nước đã được đưa về các nhà máy thủy điện trên phía dưới lòng sông thì nó cũng không có nhiều nước lắm. Đây các bạn, lòng sông cũ đây các bạn. Đây là chiếc cầu nối từ khu biến áp sang khu tổ máy. Đây là cái đập tràn của nhà máy thủy điện Nho Quế 2. Khi mà nước đến đây nếu mà đầy quá thì nó sẽ tràn qua khu vực này. Đây là ống dẫn thủy này. Từ nước từ trên phía trên kia sẽ chảy qua cái ống này. Cái ống đường kính phải đến 2 mét các bạn ạ. Sau đó thì nước đó sẽ được đưa vào tổ máy ở đây ạ. Đây chính là tổ máy của nhà máy phát điện thủy điện Nho Quế 2. Rồi, bây giờ thì đã đến đường nhựa rồi thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem quãng đường từ thủy điện Nho Quế 2 ra thủy điện Nho Quế 3 nhé.